Mình và chồng là bạn học cùng trường y Sau này khi kết hôn và sinh con Sức khỏe của mình khá yếu Không thể làm việc với cường độ cao Trực đêm liên tục ở bệnh viện Nên mình tạm thời xin nghỉ ở nhà chăm con Vợ chồng mình thống nhất nhân tiện thời gian này Mình cần nghỉ ngơi Đợi con cứng cáp một chút rồi hẳn đi làm lại Chồng mình hiện tại cũng là phó khoa Mở thêm phòng khám bên ngoài Nên thu nhập rất ổn Có thể lo cho gia đình Chồng mình tên Tuấn, mình biết chồng mình điển trai giỏi giang đào hoa luôn có nhiều cô gái theo đuổi từ thời đi học đã vậy đến nay đi làm ở bệnh viện cũng không khác các nữ y tá bác sĩ sinh viên thực tập vây quanh anh không ngớt thường cố gắng tiếp cận và lấy lòng anh bạn mình tỏ ra lo lắng bảo mình phải chú ý cẩn thận giữ chồng không xển ra là mất nhất là trong giai đoạn này mình không đi làm nên khó mà trông chồng được Mấy cô bạn thân hứa là sẽ để mắt giúp, nhưng vẫn khuyên mình giữ gìn sức khỏe, sớm đi làm trở lại. Theo tình báo của mấy đứa bạn, trong số những vệ tinh mến mộ chồng mình, có con bé Linh là không biết ý tứ nhất. Linh đang là bác sĩ thực tập, đến bệnh viện chồng mình học hỏi trong khoảng 2 năm và chồng mình chính là người chỉ dẫn trực tiếp. Dù biết anh đã kết hôn, Linh vẫn không ngừng thể hiện tình cảm, cứ có cơ hội là thả thính thầy giáo của mình. Mấy chị em đồng nghiệp của mình rất không vừa mắt, nhiều lần có ý nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng có vẻ như Linh đều bỏ ngoài tai. Hàng ngày cố gắng tiếp cận, mua đồ ăn sáng và cà phê cho chồng mình. Thậm chí cô bé còn xin trực cùng ca với anh, luôn ở lại làm thêm giờ cùng anh. Thật ra ban đầu mình không mấy để tâm, vì những cô gái theo đuổi chồng như vậy không ít. Từ hồi yêu và cưới anh, mình đã quen với chuyện này. Thêm nữa, mình rất tin vào sự đàng hoàng, ngay thẳng của chồng, cũng như mối tình 8 năm bền chặt từ thời đại học. Nhưng mà do bạn bè nói quá nhiều, tỏ ra không yên tâm và liên tục nhắc mình phải biết dằn mặt, thể hiện mình là chính thức nên mình bắt đầu chú ý hơn đến Linh. Mình vào Facebook cô bé tìm hiểu, thấy cũng là người tài năng, học hành xuất sắc và con của gia đình gia giáo. Nhưng mình để ý thấy Linh thường xuyên đăng ảnh với những caption ẩn ý, kiểu như chúng mình sở bên nhau nha, à, dù vượt qua mọi định kiến xã hội. Câu cáp đúng nồng mùi tiểu tam hay là Linh cố tình đăng ảnh có dính hình bóng lưng hay mặt chồng tôi trong đó? mình đọc mà giận sôi máu và bắt đầu thấy cô bé này thật sự không ổn hỏi chồng về linh anh khá ngạc nhiên nhưng chỉ gạt đi cho biết đó là bác sĩ thực tập không có gì đáng nói vì chồng đã nói thế nên mình cũng không muốn làm lớn chuyện hay gặng hỏi gì thêm mới đây mình quyết định đến bệnh viện thăm các đồng nghiệp một cách bất chợt ngay cả chồng mình cũng không được biết việc này mình đã cùng hai người bạn bác sĩ đột ngột đi vào phòng khám riêng của chồng mình và đập vào mắt là cảnh linh đang hôn má anh Bất ngờ, mình chưa kịp phản ứng gì Thì hai bạn mình đã gào lớn Còn bé kia làm như vậy Biết thừa đây là người có vợ rồi mà còn làm vậy hả Trái với suy nghĩ của mình Linh không hề lo sợ mà lao vào tranh luận với các bạn mình Còn chồng mình thì liên tục giải thích rằng Chuyện hoàn toàn không như mình nghĩ Thậm chí Linh còn không ngần ngại mốc mỉa Hóa ra đây là vợ anh Trông như thế kia mà chẳng hiểu sao anh từ chối em Vừa già múp Vừa ở nhà nội trợ không xứng với anh Khi thấy mình tức giận bước đến Cô ta thách thức chỉ có giỏi thì vào đây mà đánh tôi Nhưng mà Linh đã lầm Tôi nhanh chóng tác một cái thật mạnh vào chồng Chứ không phải là cô ta Sao chị dám làm thế với anh Tôi nhìn nó từ đầu đến chân nói Tại sao tôi không dám Tôi không có quyền đánh cô Nhưng tôi có thể làm thế với chồng tôi Không cần biết giữa hai người có gì với nhau hay không Nhưng việc anh ấy không biết tránh né Khi có cô gái khác tiếp cận mình Là anh đã sai Còn việc tôi có xứng với chồng mình hay không Thì bọn tôi tự biết Cô mới là loại không xứng Trẻ tranh mà đã học đòi làm tiểu tam không muốn to tiếng tại nơi làm việc Mình kéo hai bạn ra khỏi đó và nói là sẽ nói chuyện với chồng sau Tại nhà chồng liên tục giải thích Nhưng mình chỉ khẳng định rằng mình tin anh lần này Tuy nhiên hành động của anh cần dứt khoát hơn Cụ thể thế nào thì anh tự biết Sau đó theo nguồn tin từ hai gián điệp là đồng nghiệp mình tại bệnh viện Chồng mình nhất định đổi người hướng dẫn Và không đồng ý làm chung bất kỳ ca nào với Linh nữa Linh thì không chịu nên ầm ỉ ở trong bệnh viện Cuối cùng chồng mình đuổi thẳng Linh không lâu sau đó thì cô ta cũng chuyển đi thực tập tại bệnh viện khác. Sau vụ này thì chồng mình ngoan hẳn, anh để ý đến vợ con hơn, biết giữ khoảng cách với mấy vệ tinh hay liếc mắt đưa tình với anh. Bởi vậy mới nói, quan trọng là chồng mình có tử tế chung thủy hay không, chứ nếu chồng đó có tư tưởng ngoại tình thì chị em có giữ đằng trời cũng không được. Người yêu em tên Quang hơn em 3 tuổi, bọn em yêu nhau được hơn 3 tháng rồi. Nghe nói gia đình anh Quang ở quê không khá giả, anh sống rất giản dị, tiết kiệm. Tuy anh không giàu, nhưng mà em yêu anh vì anh chăm chỉ, có chí tiến thủ và rất giàu tình cảm. Đã nhiều lần em muốn anh dẫn em về ra mắt gia đình, nhưng anh cứ từ chối, bảo nhà anh nghèo lắm, sợ em thấy lại không muốn yêu nữa. Nhưng em đòi mãi nên anh đồng ý dẫn em về ra mắt gia đình anh. Hôm đó anh quan chở em về bằng xe máy, nhà nở tiết trong khu toàn rừng cây với đồng lúa lèo tèo vài ngôi nhà. Ngõ vào nhà anh thì lầy lội, do hôm trước trời mưa to Em ngồi trên xe co hết cả đôi giò lên rồi mà vẫn bẩn mất cái váy trắng. Lúc vào đến nhà em sốc ngang sốc dọc, tưởng anh Quang nói nghèo là nghèo bình thường thôi. Chứ không đến nỗi như này. Đó là một căn nhà trông rất cũ kỹ được xây dựng từ năm 2003. Trên đường còn có vài vết nứt. Gà quế, ngang vịt thì đầy sân. Đi đến đâu thả vài bãi mìn đến đấy. Nhìn xung quanh cũng như trong nhà không có tài sản giá trị gì hết Ở nhà có bố mẹ và anh trai anh Lúc em đến cơm nước đã xong cả rồi Nhà anh giải chiếu xuống nền xi măng rồi ngồi ăn cơm Bữa cơm tiếp đón con dâu tương lai vô cùng hoành tráng tá tràng Những tận bốn món Một đĩa tép trang Một đĩa trứng rán Một đĩa rau muống luộc Với bát nước canh có vài quả xấu Anh Quang hí hưởng ghé tay em Nay biết em đến nên nhà anh mới ăn sang như vậy Chứ ngày thường có hai ba món thôi à Chó bèo thì cứ lượn lờ xung quanh, nhỏ dãi, gãi lông, rụng đầy nhà. Bữa cơm tự nhiên rơi vào khoảng lặng nên em tìm cớ nói chuyện, khen trong muống ở quê ngon. Bác trai mới flex, rau hai bác trồng ngay trong vườn đấy. Tự nhiên bác ghé hốt khoảng, ông hái rau luống nào đấy. Hôm kia tôi vừa tưới nước phân hai luống trong cùng. Sắc mặt bác trai hơi lạ, ui rồi luống nào chẳng được, qua một đêm là ăn được rồi. Ôi, cái gì thế này? Tự nhiên cái thấy miếng rau trong miệng em nó có mùi vị là lạ lạ, nhả ra không được, nên em nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt. Ăn cơm xong, em dành rửa bát nhưng mà bác gái không cho. Bác dẫn em vào phòng nghỉ trưa, chăn gối trong màu như cháu lòng có nhiều vết mốc, mùi cũng ba chấm nữa. Trời mùa hè thì nóng không thấy cái quạt nào. Em hỏi thì bác gái chỉ lên đỉnh màng. Vâng, là một cái quạt màng mọi người ạ. Trời 38-40 độ mà cái quạt như đuổi rùi. Em nằm vã mồ hôi chứ có ngủ được đâu. Đã thế, dĩnh còn cắn ngứa hết cả người. Em hỏi anh người yêu nhà anh không có quạt khác hả? Anh bảo có, nhưng mà trời như vậy chưa cần dùng. Tốn điện, mẹ anh cất trong kho rồi. Vừa nãy ăn mấy con tép nên là khát nước. Em tìm mãi không thấy bình nước hay là máy lọc nước ở đâu. Anh quang xuống bếp lấy ấm nước rót cho em. Em nghi ngờ nước có sạch không? Anh bảo ở quê nước giếng sạch lắm. Uống trực tiếp luôn còn được. Đây còn đun sôi, 100 độ thì làm gì có con vi khuẩn nào sống được mà lo. Chết rồi, nãy giờ ăn uống không biết có đảm bảo không, mà giờ tào tháo được. Hỏi anh nhà vệ sinh đâu thì anh dẫn em ra tiết ngoài vườn, băng qua vườn ngô, băng qua vườn sắn, qua cả mấy bụi chuối. Đang tào tháo đuổi thì chứ, định lôi em ra vườn chơi đuổi bắt hay gì? Cuối cùng cũng đến nhà vệ sinh ở cuối góc vườn. À không, nói đúng hơn là cái hố xí, ngồi giải quyết mà nghe đây tiếng thùa nhặn. Nhìn quanh giấy vệ sinh chẳng thấy mà toàn là giấy vở học sinh đã viết kín chữ ngỡ đâu em vừa quay về thời cổ đại không á rồi thử tưởng tượng coi mỗi lần mưa gió bão bùng đêm tối chắc phải gọi anh quan dậy đi cùng cho đỡ sợ ma rồi những lúc tào tháo được chạy ra đây đã mất 3 phút chắc là đi tông mất cái quần tóm lại hôm đấy em có rất nhiều cú sốc về an toàn vệ sinh về thói quen vân vân và may may khác mà em không tiện kể ở đây em không tin nổi là giờ vẫn còn có nhà nghèo như vậy đêm đó em ngủ lại rồi sáng hôm sau hai đứa cùng lên thành phố Trước khi đi, bác gái bảo nhà bác nghèo. Chỉ được như vậy, con thông cảm nha. Em lại cầm tay hai bác ngậm ngùi. Thấy vậy, con càng thương anh Quang. Thương hai bác nhiều hơn. Con và anh Quang sẽ cố gắng làm việc để sau này có thể lo cho gia đình mình nhiều hơn ạ. À. Nhà mình vui thật. Hôm nào con lại về chơi nha. chiều hôm sau. Có số điện thoại lạ gọi cho em. Là mẹ anh Quang. Bác bảo là mới chuyển vào tài khoản em 500 triệu. Tiêu gì thì tiêu. Hai đứa thích đi du lịch gì thì cứ xin thêm bác. Em mới ngơ ngác sao mà nhiều tiền thế Thì bác bảo thật ra nhà bác không hề nghèo Bác chỉ mượn cái nhà đó để thử lòng con dâu tương lai thôi Bác chúc mừng em đã vượt qua bài test Đủ tiêu chuẩn bước chân vào nhà bác Giờ hai đứa sắp xếp về ra bác nhà thật của bác đi Rồi khách sạn, tiệc cưới, váy cưới, thiết kế, tuần trang mật Cứ chọn dần đi Bao tiền bác chi hết Không phải lo Oh my god luôn Chuyện cứ như trong phim Em chẳng khác nào một bước lên tiên Chịu khổ có một hôm thôi Là được cả đời sống trong sung sướng đã quá bác ơi cũng may là có công bạn cùng quê anh quang thừa biết mấy cái chuyện này nhà anh có cái biệt thự với vài mấy miếng đất dầu từ ba đời nay rồi năm nào chẳng có mấy cô người yêu anh quang với anh trai anh ấy về ra mắt nhưng mà toàn bị loại từ vòng gửi xe bài test của họ đúng là kinh khủng thật may mà em biết để mà chuẩn bị trước chứ cái đứa từ bé sống trong nhung lụa như em thấy cảnh như vậy khéo chẳng xách dò chị ba phương bốn hướng rồi Trời đất ơi, nhà có con dâu mà giờ này vẫn chưa có miếng cơm vào mồm. Muốn bà già này lết vào bếp tự nấu hay gì, quần áo thì một đống chưa phơi. Sao cái thân già này khổ thế trời? 11 giờ trưa mẹ tôi lại oan oan mắng. Thúy, chị dâu của tôi, dù Thúy vừa mới tan làm về đến nhà, tôi và Thúy là bạn thân từ hồi cấp 3. Con bé hiền lành quá ra bị mẹ tôi ác vía. Ngày xưa lúc còn là bạn bè hay tới nhà tôi chơi thì mẹ tôi thương nó lắm. Mà giờ về làm dâu, bà quay ngoắt một 360 độ. Cũng chẳng trách được mẹ tôi, Bố mất sớm nên là bà là công chúa duy nhất trong nhà, được các con nâng như trứng hứng như hoa nên bà có phần kiêu kỳ kén chọn. Nhiều lúc anh em tôi cũng đau đầu với mẹ chứ không riêng Thúy, chỉ là từ ngày có dâu mới là bà muốn ra oai một tí nên càng oái âm hơn xưa. Anh chị tôi nhiều lần tâm sự với bà muốn dọn ra ngoài ở riêng, nhưng mà bà không cho với lý do anh tôi là con trưởng phải ở với mẹ. Mà ở cùng mẹ thì đúng là ăn không ngon, ngủ không yên. Vì vấn đề này mà Thúy suy nghĩ sầu não hết người thương con bạn hiền lành số khổ, tôi và Thúy lên kế hoạch báo mẹ một phen. Mẹ tôi là người chơi hệ tâm linh, không quá khi nói là bà mê tín, Chẳng tin khoa học chỉ tin thầy bùa, mắng bao lần không chừa. Nắm được điểm yếu này, chị em tôi mạnh tay chi hẳn 3 triệu thuê một bác diễn viên nghiệp dư tên tình. Về đóng vai thầy cúng trong 2 tiếng, chỉ cần nói đúng kịch bản là tiền về tay. Việc nhẹ lương cao, tội gì mà không nhận. Vậy là chúng tôi thành công bước đầu. Tôi flash với mẹ về độ cao tay của bác thầy cúng giả. Tôi là con út bà chiều tôi nhất, nên là tôi nói gì á mẹ cũng tin. Bịa ra mấy màn xử lý tâm linh chấn động mặt báo của bác tình, khiến mẹ tôi tin sái cổ. Con mồi đã cắn câu, ngay trong sáng đó tôi chở bà đến chỗ bác tình chờ sẵn. Bác tình chơi hệ bối bài. Lúc thấy mẹ tôi bước vào bác nhập vai như thật, mắt lông sòng sọc, xúc miệng hớp nước chè xong bác phán. Không được rồi, nhà nữ năm nay lành ít dữ nhiều phước phận long đông, gia đình ly tán, con cái thì bất hòa, cha mẹ thì yếu mệnh rất là xấu. Nghe thế mẹ tôi vội phản biện, nhà em từ đầu năm nay đến giờ yên ả lắm, mong là thầy xem lại giúp em. Bác tình bắt đầu nhập vai, vận xuôi chỉ mới bước vô nhà nữ chưa đầy một năm. Chờ đủ 7 tháng 7 ngày, cái vòng đó nó mới mạnh, trấn áp hết người trong nhà nữ. Nữ tuổi thân, hậu vận rộng mở về sau, được nhờ con cái nhưng phải tránh xa tuổi dần. Nếu mà còn giữ tuổi dần trong nhà, tánh mạng nữ sẽ gặp nguy hiểm. Hai tuổi này mà gần nhau thì tán gia bại sản, tính mạng leo lắc. Nữ tuổi dần đụng đâu hỏng đó, sớm tách xa nhau, kẻo hối không kịp, cứ quay về mà ngẫm đi. Tôi phụ họa, đúng đó mẹ, từ lúc Thúy về đây, con thi rớt đại học, bồ bỏ còn mất tiền oan nữa, xui đủ thứ mẹ ạ. Tối đó chị tôi đang rửa bát Thì mẹ tôi nói chị tránh cho bà rửa cái tay Căng đúng lúc mẹ đưa tay vào vòi nước Tôi ở ngoài khóa luôn van nước trong nhà Khiến mẹ hoang mang Vì phút trước chị tôi vẫn rửa ào ào Bực bội ra tới phòng khách Thấy chị tôi xem tivi vui vẻ Thì bà cấu đuổi lên nhà Rồi đòi trả bà tivi để bà xem thời sự Chờ bà ấn nút mở Anh tôi ở trên tầng dập luôn cầu dao điện Khiến cả nhà tối um Mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ vì lời thầy bối ban sáng Nữ tuổi dần đụng đâu hỏng đó chưa hết, 12 giờ đêm hôm đó chờ bà ngủ say, anh tôi xuống khóa luôn văng xăng xe bà vào. Sáng nào mẹ tôi cũng đi chợ sớm từ 5 giờ và bắt Thúy dậy dắt xe ra đầu ngõ cho bà và anh tôi nằm đấy. Thì bà bảo nó trụ cột còn phải ngủ lấy sức. Mẹ tôi đứng nửa tiếng ngoài trời nóng, ga mãi xe không nổ, vừa giận vừa mệt đứt hơi. Bà siêu vẹo dắt xe lại vào trong nhà. Thúy thấy mẹ mệt lăn xăng chạy ra đỡ thì bà né như né tà, xua tay nhất định không cần. Bảo là đừng có đụng vào người mẹ là mẹ khỏe rồi. Làm tôi đứng bên nghe được mà tí phục cười bữa cơm đó dù thấy thúy nấu toàn món mẹ thích nhưng mà mẹ tôi lại nhăn nhó nói mệt rồi sai tôi ra ngoài mua cháo về cho bà đúng ba ngày ăn cháo và không lại gần thúy tôi thấy mẹ tôi nản ra mặt tối đó chắc chịu hết nổi nên bà yêu cầu hợp gia đình mẹ tôi tuyên bố trong sáng mai con thúy và thằng sơn phải lập tức chuyển khỏi nhà chung mẹ già rồi cần yên tĩnh không có hộ đỡ mãi được công việc tiền nông ổn định rồi tự lập dần đi riêng con thúy đi sớm ngày nào thì mẹ khỏe ngày đó vậy đi Chờ mẹ vào phòng đóng kín cửa, ba anh em tôi mới vì cười. Đúng là đau bụng với bé yêu, gừng càng già càng cay. Mà gặp chị dâu em chồng đồng sức đồng lòng thì chỉ có thành mức gừng thôi. Chúc mừng anh chị tôi chính thức có một tổ ấm riêng. Mong là anh chị sẽ thuận hòa hạnh phúc để không phụ lòng bà cô em chồng này nha. Quay đầu là bờ, đang tính làm người xấu thì nhận được tín hiệu cảnh báo từ vũ trụ nên em đã có một cú quay xe khét lẹt. Em là mẹ đơn thân, con gái em 5 tuổi và em đang có ý định tìm cho mình một người bạn đời. Chưa cô đơn bao năm nay con tim em héo mòn quá rồi. Nói là có ý định thôi, chứ chưa biết tìm ở đâu vì công việc bận trộn. Con cái thường xuyên ốm đâu, thời gian ngủ còn chả có nữa là đi hẹn hò. Vừa làm vừa chăm con, nhan sắc em phai tàn trông đã chán. Thì ai người ta thèm để ý? Đúng đợt này con em lại đi viện, viêm phổi thế mà nằm viện tròn 10 ngày. Trộm vía trong cây rủi lại có cái mây. Ở đây em gặp được Khánh, chồng chị Vân, con cũng bị phế quản giống con em và nằm giường ngay bên cạnh. Anh Khánh trắng trẻo thư sinh lại khéo mồm khéo miệng, đúng gu của em. Anh ở viện chăm con cả ngày, còn vợ anh đi làm tối mới về thay ca. Anh tốt bụng lắm, biết em có một mình nên thường xuyên mua đồ và trông con giúp em. Trưa nào hai anh em cũng ăn cơm với nhau, chúng em còn trao đổi số điện thoại cho tiện lên thực đơn ăn chung hôm sau nữa cơ. Vui lắm, em và anh hợp gu chuyện nên nói cả ngày không chán. Anh hay cười và còn khéo chăm con, dù vợ đi cả ngày cũng không có nửa câu phàn nàn. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng em đang tìm kiếm. Thi thoảng có những lúc anh nhìn em bằng ánh mắt rất triều mến, cứ như là người yêu chứ chẳng phải người lạ. Tranh thủ lúc con ngủ chúng em thường tìm phim xem cùng nhau, dựa vào vai nhau, em cảm thấy như đây chính là tình yêu đích thực của đời mình. Em thức đêm mỏi mệt, anh hay bóp vai đấm lưng cho em để giải tỏa stress công nhận anh giỏi thật, massage đến đâu tê đến đó, tiếp xúc với anh có mấy ngày mà em đã nhớ mong, chỉ ước trời sáng thật mau để anh vào viện chăm con thay vợ, rồi chúng em lại được ở cạnh nhau. Biết làm tiểu tam là không tốt, nhưng đôi khi mình cũng cần sống cho bản thân mình chứ. Chị Vân vợ Khánh là người nhẹ nhàng, thân thiện, em cũng rất mến chị. Thi thoảng em quên mua sữa cho con, hỏi vay chị thì chị cho luôn, chứ không ghi nợ. Nằm với nhau đến đêm thứ 8 cũng khá quen nhau rồi, nên em thỏ thẻ. Chị ơi, chị may mắn thật đấy. Cưới được anh chồng vừa khéo léo lại biết việc là niềm mơ ước của bao người đó chị. Chị Vân cười khẩy. Ôi, ở trong chăn mới biết chăn có trận. Bên ngoài thỏ thẻ thơm tho, bên trong thối nát hoang sơ lụi tàn. Chị giờ sống vì tình nghĩa con cái thôi. Chứ nói đến từ yêu là chị thấy chán ứ ứ họng ở đây nè. Em ngạc nhiên lắm, hỏi lý do vì sao chị nói thế. Thì chị bắt đầu vẽ mặt âu sầu và vắt tay lên trán hồi tưởng. Chị với Khánh là bạn học cùng lớp cấp 3. Yêu nhau 5 năm thì cưới, Khánh là con một nên mẹ chiều phá của mẹ chị không biết bao nhiêu tỷ rồi. Hồi chị cưới, tiền cưới anh cầm hết tiêu sạch, không dư cho chị một đồng. Thấy bạn có xe gì là đòi vợ mua xe đó. Tháng trước chả hiểu nợ nần gì. Vay chị 500 triệu, xong tuyết luôn. Không kể còn gái gú bộ bịch bên ngoài. Không bao giờ cho vợ sờ vô điện thoại. Đầu tư cái gì thua lỗ cái đó. Giờ vô công trỗi nghề nên chị cho ở nhà trong con. Bớt đi gây sự em ạ. Nghe chị vợ kể xong, Em đúng vải nhái Vợ con còn đối xử tệ thế thì mình trông mong gì Thấy anh ta khoe Đang đầu tư đủ thứ Em còn ngỡ vớ được miếng mồi ngon Ai dè bất tài còn bốc phét tin hoa hội tụ phụ nữ rất chê Sáng qua còn hẹn em hai hôm nữa ra viện Qua chở em đi nhậu Tin hấp bà hay gì Cái thứ đàn ông trăng hoa phản bội Gặp chàng như chuyện cổ tích cứ ngỡ là hoàng tử Ai ngờ là sói Thôi xin phép được goodbye Sáng hôm sau chị Vân đi làm Anh Khanh lại tất tưởi cơm nước đem vào viện cho em Nấu toàn món em thích, nhưng em giữ khoảng cách luôn. Thứ đàn ông như chú, chị đây không có mê. Khánh thắc mắc sao nay em xa cách thế, thì em chỉ nói em mệt rồi né luôn. May sao con em ra viện trước con Khánh. Ngày dọn đồ đi em còn cầu trời cho bản thân không bao giờ gặp lại Khánh. Ấy thế mà duyên nợ lòng vòng. Nay đi siêu thị em lại gặp chị Vân và Khánh. Đi sau em thấy Vân lấy điện thoại Khánh bấm ngay nháy. Khánh còn bảo vừa chuyển cho Vân 200 triệu tư vật. Vậy chuyện ăn bám nói không cho động vào điện thoại là sao? Có khi nào chị Vân tâm cơ đã nhận ra điều gì khác lạ với chúng em rồi bịa chuyện chia rẽ tình cảm không? Đúng là ừ, Hôm khôn ba năm dạy một giờ, tiếc đứt ruột anh Khánh à, anh Khánh ơi. Alo, thầy có phải là thầy dạy ở trường đại học ABC không ạ? Thầy có đang ở trên trường không thầy? Chào mọi người, mình là Nam, hiện nay là giảng viên á, tại trường đại học ABC. Mình dạy trường được 10 năm rồi nha. Mình không phải trên Z gì đâu, nhưng mà được cái mình rất hay cập nhật tình hình và xu thế. Tại nói phút nào trong trường là mình cũng hóng hết. Thầy X, khoa Y, cô M, khoa L, bị phốt gì là mình đều biết trơn. Nói chung, á, với cái thời đại mà chuyển đổi số 4.0 này, á, thầy cô nào cũng nên nắm bắt tình hình như vậy để biết được tâm sinh lý của sinh viên đó mà. Mình là thầy mà mọi người. Đó. Cái hồi 2014 á, là mình mới vô trường dạy không lâu, còn thiếu kinh nghiệm xử lý việc sinh viên này nọ. Mình dạy ở Sài Gòn, nhưng mà nhà ở Đồng Nai, cho nên dạy xong á mình hay chạy thẳng về nhà đó luôn. Chiều hôm đó, mình vừa mới chạy tới nhà thì nhận được cuộc điện thoại chứ. Alo, thầy có phải là thầy dạy trường đại học ABC không ạ? À? Thầy có đang ở trên trường không thầy? Đấy, đầu dây bên đó là giọng của một người đàn ông. Nghe giọng chú cũng vội lắm, mình mới đáp chứ. À, dạ đúng rồi, tôi mới vừa tới nhà ở Đồng Nai, có chuyện gì không anh? Bên kia gấp gáp nói Thì chạy lên trường đi thầy Lên trường đó tôi mới nói được Trời ơi trời Thế là mình phải chạy lên trường cấp tóc lại liền Mặc dù mình đã bảo chú là có chuyện gì Cứ nói qua điện thoại đi để xử lý Mà cứ hối mình lên trường hoài vậy đó lên tới nơi nha mình với chú tìm quán cà phê nào gần trường để mình nói chuyện hỏi làm sao chú ấy biết số điện thoại mình vậy chú mới bảo chứ mở điện thoại con gái ra thấy mỗi số điện thoại của mình lưu tên là thầy nam giảng viên đại học abc lúc đó mình mới nhớ ra ừ ha đầu buổi học á mình cho cả lớp số để mà có gì trong quá trình giảng dạy á sinh viên không hiểu thì gọi hỏi mình Câu đó cũng nghĩ là duyên nợ gì mà đi học nhiều môn vậy mà lưu mỗi số mình vậy trời. Hỏi chú có chuyện gì mà gấp gáp vậy. Nhận được tin sinh viên của mình, con gái của chú mang thai được 6 tháng. Trời trời trời, mới đi dạy về luôn. Chạy về chạy lên, nghe được tin này là mình cũng hơi sốc nha. Xong chú dẫn mình vô viện thăm em sinh viên đó ra làm sao. Mà mình ở nhà là con một, cho nên cũng có vấn đề về cái vụ con gái sinh đẻ này nọ đâu. Đáng vậy còn mới đi dạy chứ. Vô tới nơi mình hỏi một câu du tri sanh rờn luôn. Đấy làm gì mà đang nổi này hả em Đấy, muốn độn thổ ngay lập tức ghê Hỏi vớ vẩn gì vậy trời Xong em mới kể là em quen bạn Nam qua mạng Rồi hẹn hò đi chơi Noel, đi quá giới hạn Rồi á, bạn Nam đó cũng là thanh niên thất nghiệp Xong đi làm thêm có chút tiền Nghe lời dụ dỗ rồi đầu tư bất động sản Bị thua lỗ rồi chủ đầu tư biến mất luôn đi vay nợ nhiều quá chưa trả được cho nên bạn nam này cũng bỏ đi chuyển chỗ khác ở em sinh viên này cũng không biết đi đâu rồi phát hiện là có bầu tiền bố mẹ gửi lên là chuyển ra phòng trọ gần trường ở không dám ở trong ký túc xá bầu lớn quá mà cho nên nó mới gọi về cho gia đình ở nhà đấy giờ nói với mình thì mình cũng không biết giải quyết làm sao trời thì nói mình chơi ta chỉ có khuyên em ấy là lên trường đi bảo lưu rồi sinh con cho xong ổn định rồi có đi học nốt để mà ra trường vậy thôi chứ bầu lớn quá bỏ đi cũng đâu được nữa đâu Bố quê mấy ra bến xe về quê thì cũng hết tiền. Mà lúc đó nha, mình cũng đâu có nhiều tiền đâu mọi người. Mình vú vào tay chú 1 triệu để mà để tiền xăng xe về. Mấy tháng sau đó, chú đó có gọi lại cho mình bảo là biếu cho túi cà phê rang. Xong lúc ra bến xe về quê kêu là hết tiền nữa. Cho nên mình cũng đành vú vào tay chú 1 triệu nữa. Mới đi dạy gặp được quả này mình không biết bao giờ mình quên được luôn á. Thiệt chứ, lâu lâu đi dạy vẫn kể tụi sinh viên nghe. Tụi nó cứ treo chứ thầy mai mốt có chuyện gì cứ gọi số hàng nha thầy báo hỷ báo đời báo đớm gọi cho thầy nam hết đi tụi bay trời ơi đúng là nhất quỷ gì mà thứ ba học trò mình là cái đứa từng dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng không bao giờ có chuyện yêu đương qua mạng bằng mọi hình thức. Nhưng mà cũng chính mình bây giờ đây, đang chuẩn bị về chung một nhà với cái tên yêu đương nhăn nhít chỉ vỏn vẹn một năm qua mạng rồi đó. Kể sơ tí thì mình và Khánh từng là người tình online được một thời gian. Cái thời trẻ trâu mới tập đú thấy dân tình bắt trend dữ dội quá, nên cũng bắt trước này nọ cho kịp với người ta. Hồi bới biết nhau, hắn hay lái ô tô rồi đeo đồng hồ Rolex, check in bay đêm sài gòn hà nội này nọ đó thấy cũng để ý tên này rồi mà mình cũng ghét cái bọn làm màu ra vẻ như này lắm mình cũng kết bạn facebook với hắn rồi cũng vào inbox quyết liệt thiệt tình cứ ngỡ là hắn đu đưa mình chơi cho vui nên mình cũng đông đưa lại không kém nhưng mà tuyệt nhiên mình chưa bao giờ có ý định gặp hắn ở ngoài cũng như không bao giờ yêu đương với cái người thích thể hiện như hắn nhưng mà càng nói chuyện với Khánh mình càng cuốn mọi người ạ. À. Hắn lớn hơn mình 5 tuổi cũng là dân học tâm lý đồ á, mà lại làm kinh doanh nữa chứ. Nên hắn càng có nhiều kinh nghiệm cũng như trải nghiệm trong cuộc sống và tạo cho hắn có cái gu ăn nói cuốn hút lạ thường. Hắn rất tâm lý hay giúp đỡ mình gỡ rối những khó khăn trong công việc. Ngoài ra mỗi lần có chuyện buồn thì trò chuyện với hắn tí thôi. Mình thấy như được chữa lành ghê gớm. Rồi hai đứa cũng chơi bài xạo ke xưng hô vợ chồng đồ á, làm màu vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao mình có cảm giác cứ thích thích khi được hắn hỏi hôm nay vợ thế nào, đã ngủ chưa hả vợ? Đó là cái cách mà mình và hắn đã yêu online được hơn cả năm trời đó. Năm đó Tết đến hắn bảo về quê sớm hơn dự định vì có việc, mình cũng nói tạm biệt online các thứ rồi hắn về luôn mọi người. Suốt cái Tết rồi đến sang tháng thứ ba thứ tư mãi vẫn không thấy hắn online trở lại. Khi này mình cũng sốt ruột, trông ngóng ghê lắm, nhưng mà không biết hắn nơi đâu mà tìm. Rồi một đêm nọ mình up story tấm ảnh với vẻ mặt rất suy cùng đoạn lofi thất tình đồ đó thì hắn vào inbox bảo quên chồng mất rồi à, đang suy anh nào thế? Mình cố giấu vẻ mừng rỡ đáp, ờ, có người lặng sâu quá, nên tôi đang suy anh khác đây này. Rồi mình trêu bảo là hắn về quê lấy vợ rồi hả sao biệt tâm thế? Thì hắn tự tin bảo, làm gì có, chỉ có một vợ đây này. Mình thấy vui lạ thường trước câu trả lời không định vị đấy. Rồi chẳng nói gì chỉ biết tim nhảy thoát lên một nhịp, tự hỏi mình vui hay vì hắn xuất hiện trở lại đúng không nhỉ? rồi chủ nhật đến tối đó hắn còn nhắn tin chúc mình ngủ sớm mà mình ngủ sớm thật nên sáng ra mới nhận được tin nhắn của hắn mình nhanh chóng trả lời và đợi chờ thì đến chiều hắn mới bảo là đang bị sốt người lả đi cả đêm qua ly bì vì bệnh nghe hắn nói thế tự nhiên cái mình thấy thương vô cùng rồi mình bảo có muốn gặp em không để em nấu ít cháo cho mà ăn khỏi phải nói hắn vui như trảy hội nhưng vẫn cái vẻ bình thản đáp được em ở đây lúc này thì quá tốt rồi mình nhanh chóng xin số điện thoại và địa chỉ nhà hắn, không khó khăn gì để tìm được đến nhà. Vậy mà cả năm qua bọn mình cứ cà nhây chẳng chịu gặp mặt, thế nhưng mình tin là những người thật sự yêu nhau thì sớm muộn gì cũng trở về với nhau à, đúng không mọi người? Mình đến nơi thì thấy hắn nằm chiều queo như một con mèo ướt, đỡ hắn dậy rồi cho hắn uống thuốc, được tỉnh táo tí thì hắn nhõng nhẽo bảo, anh muốn em ở lại đây với anh không về nữa. Mình mở to mắt bảo hâm hả, nằm nghỉ đi đồ ngốc, rồi hắn tựa đầu mình vào vai hắn và bảo, anh cảm ơn em. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Với cái ôm thật chặt này, anh không muốn em rời xa anh nữa. Em mới ngốc đấy. Anh yêu em, đồ ngốc nghếch của anh. Rồi bọn mình bắt đầu cuốn lấy nhau. Trong hơi thở gấp gáp, mình cảm nhận được anh tha thiết sợ mình vụt mất. Lắm lúc đang cao trào, anh lại kề sát vào tay mình bảo, đừng bỏ anh một mình. Anh không thể mất em thêm lần nữa. Cứ thế bọn mình như hòa vào làm một. Bên ngoài Sài Gòn trời nóng như thiêu đốt. Nhưng bên trong bọn mình cũng hừng hực chẳng kém tối đến anh chở mình vòng quanh Sài Gòn, hai đứa cứ như một đôi tình nhân thật sự. Mình bảo khi chiều ra vào nhiều như thế, mua thuốc khẩn cấp em muốn nào? Anh bảo ok các kiểu, rồi vào hiệu thuốc đưa mình tận một gói mấy viên nhỏ nhỏ. Mình bảo ơ em nhớ viên khẩn cấp chỉ có một thôi mà ta. Anh lườm rồi nói em là bác sĩ chắc Thuốc cũng có khi thay đổi này nọ Nhanh chóng uống đi cô nương Không dính trưởng bây giờ kìa Mình vội vàng uống ngay vì sợ như anh nói Nhưng mà tối đó mình ngủ ly bì trong vòng tay anh Còn anh thì hừng hực ra vào trong mình suốt cả đêm Hơn tháng sau mình cứ thấy không có dấu hiệu trụng dâu Nên hoang mang lắm Định đi mua que thử Như nào thì anh cười ngất ngay bảo khỏi thử Chắc dính rồi á Hôm đó anh mua thuốc xây tàu xe cho em uống mà Không nhớ là ngủ ly bì cả đêm à Chết tiệt mình nhéo vào ti hắn một cái rõ đâu Rồi lại nhảy thêm vài câu gì đấy Nhưng mà đã làm được gì đâu Vì môi hắn khi này đã dán chặt vào môi mình Tức điên lên được Nhưng làm gì khác được chứ Thế là hơn tháng sau mình và hắn chính thức về chung một nhà Kể cũng may vì mình đã không chọn nhầm người Anh ân cần và rất chu đáo Vừa có nhà, có xe, lại có công ty riêng xứng đáng làm cha của con mình đôi khi bạn lựa chọn ở lại trong một mối quan hệ không phải vì quá nhiều thứ tính toán bằng lý trí cũng không phải vì anh làm giám đốc công ty này hay chủ tịch tập đoàn nọ mà chỉ đơn giản là tôi biết người đó chẳng có gì để tôi ở lại nhưng mỗi lần được người đó ôm tôi thấy ấm vậy thôi Hồi nhỏ mọi người, cứ hễ tôi khóc á, là anh trai tôi lại bị đánh à. Bố mẹ còn dạy tôi là hãy đánh anh tôi để mà giải tỏa cơn giận. Trời trời, không hiểu vì sao cùng là con trai ruột mà bố mẹ lại đối xử bất công với anh trai tôi như vậy luôn á. Tôi tên Khôi, cậu em trai trong một gia đình có hai anh em. Anh trai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi tên là Khải. Từ nhỏ thì nha, cái cách đối xử bố mẹ đối với hai anh em tôi đã có sự khác biệt rõ rệt. Anh em nhà tôi đều luôn giữ thành tích học sinh giỏi thứ hạng thì luôn đứng top à, đầu lớp đấy riêng anh trai chỉ kém mỗi môn văn tuy nhiên nha thì với sức của ảnh thì chuyện thi đậu vào một trường đại học có tiếng cũng không khó khăn gì đâu dù vậy thì mẹ tôi vẫn cho rằng á anh ấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đuổi kịp thành tích học giỏi toàn diện các môn của tôi thực ra á nha thì tôi luôn ngưỡng mộ anh trai mình chứ bộ mẹ tôi hoàn toàn không biết được ngoài học giỏi ra anh khải còn chơi bóng rổ cực kỳ tốt trời ơi thể lực siêu bền luôn mọi người còn tôi thì dở tệ mấy cái khoản vận động tay chân như này luôn á hồi tôi học lớp 1, lớp 2 gì đó tôi nhớ nha. Lúc đi mua quần áo, tôi hỏi sao là bố mẹ không mua cho anh trai. Bố mẹ tưởng anh tôi kêu tôi hỏi cho nên đã tác vào miệng của anh ấy một cái. Tiền tiêu vặt hồi lớp 5 của tôi là 30 ngàn một ngày. Còn anh Khải tôi đã học cấp 2 mà chỉ có 10 ngàn ngày thôi ạ. À. Đó, mẹ tôi luôn luôn vậy á. Nhưng mà bà ấy chẳng bao giờ thừa nhận mình đối xử bất công đâu. Khi tôi lên cấp 3, tôi học nội trú được bố mẹ cấp 800 ngàn tuần. Anh Khải lên Sài Gòn học đại học năm nhất chỉ được cho có 1 triệu rưỡi 1 tháng à. Tôi không hiểu nha, với số tiền vậy thì chẳng khác nào là bỏ đói chết anh ấy rồi. Bố mẹ cũng không muốn cho anh Khải học lên nghiên cứu sinh. Anh Khải lại học được học bổng luôn nha. Đến khi mà anh Khải đi thực tập, á, thuê được một căn trọ nhỏ bên ngoài. Bố mẹ muốn anh ấy về nhà làm việc vì anh đã vào được một doanh nghiệp nhà nước, còn lấy được hộ khẩu ở đó luôn. Họ muốn dựa vào sự thành đạt của anh trai để mà chi trả toàn bộ chi phí học tập sinh hoạt cho em trai là tôi á. Tôi dọa bố mẹ sẽ bỏ học nếu như bắt anh ấy chi trả cho mình vậy. Thế là bố mẹ tôi định chịu thua thôi. Rồi một lần, anh ấy về thăm nhà chơi. Lâu lắm tôi với anh trai mới gặp nhau. Tôi muốn rủ anh ấy là một ván game mà anh dứt khoát từ chối. Khuyên tôi là nên đi học bài vì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến. Sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của tôi. Thế là tôi sụ cái mặt xuống, lâu lắm mới gặp ảnh, mà nó không cho tôi cơ hội gần gũi gì chứ. Thấy tôi buồn bán vậy, thế là anh đồng ý chơi thương chú Nè, một bán thôi nha. Đó, mới chỉ khoảng 10 phút, bố mẹ tôi đi chợ về thấy cảnh tôi với anh Khải ngồi chơi game. Bố mẹ liền lôi ảnh ra, đánh liên tục vào người ảnh rồi mắng té tát. Em trai mày sắp học đại học, sao mày mới về lôi nó chơi game làm sao? Mày có biết nghĩ không vậy? Bố lại tiếp lời, em trai mày ở nhà có chơi mấy trò này bao giờ đâu. Mày về giải hương nó liền à. Trời nói thiệt chứ tôi mà không chạy ra ngăn á Không biết là mẹ tôi sẽ đánh anh ấy đến khi nào luôn á Tôi chỉ không nổi gào lên trước mặt họ luôn Bố mẹ có thôi đi không Lúc nào bố mẹ cũng vậy á Là con rủ anh cùng chơi game á Bố mẹ có thèm hỏi không Anh Khải chỉ đứng lặng im ở đó Từ đầu đến cuối không nói lời nào hết trơn còn à, cậu ba tôi á, kể nha, lúc hai anh em tôi còn nhỏ, có lần á, tôi vì mãi mê chơi, đã đi lạc, không tìm được đường về nhà. Đến tối bố mẹ làm về không tìm được tôi, liền rất là hoảng loạn. Lúc đó anh tôi mãi mê làm bài trong phòng, cho nên căn bản là không biết được là tôi đi ra ngoài chơi từ lúc nào, và cũng không biết là tôi đi đâu đâu. Cả nhà chia nhau ra tìm khắp khu phố, cả tối vẫn không thấy tôi đâu. Mẹ tôi không bình tĩnh được nữa, liên tục vừa đánh vừa mắng anh Khải. Tất cả là tại mày, hai anh em ở nhà, em mày đi đâu mà cũng không biết là sao. Em mày có mệnh hệ gì nha, mày không có gánh nổi hậu quả đâu. Thiệt may Lúc đó có cậu ba tôi ở đó cản bà lại Nếu không là mẹ tôi sẽ đánh anh tôi bầm mình luôn Mãi sau này được cậu ba kể lại tôi mới biết Năm đó chính vì do tôi đã tự ý lén lúc đi chơi quên lối về Đã khiến anh tôi với chịu một cơn tá hỏa của bố mẹ như vậy Lúc nhỏ tôi cũng đã nhận ra rằng Chỉ cần tôi khóc là anh trai sẽ bị đánh thế là sau đó tôi cũng khóc nữa dù có bị ngã rướm máu hay va đập u đậu cũng dám kêu la anh khải từ nhỏ đến lớn vẫn như vậy ấm ức bao nhiêu đều cất giữ trong lòng mặc cho bố mẹ đối xử với anh như là con ghẻ anh vẫn im lặng chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ đó có lẽ là một vết thương lớn hằng sâu trong lòng của anh và có lẽ khái niệm gia đình đối với anh chỉ là những quá khứ đầy tổn thương và nước mắt thôi trong thâm tâm tôi lúc nào cũng muốn bù đắp lại hết những khoảng trống trong lòng ảnh mà bố mẹ đã tạo ra Hiện tại tôi thêm tuổi, anh Khải cũng đã 31 rồi, chúng tôi đều đã thành đạt, mỗi tháng đi chu cấp tiền gì cho bố mẹ. Riêng bố mẹ muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng, miễn sao bọn họ đừng làm phiền đến đời sống tinh thần, người anh trai đáng thương của tôi nữa là ok rồi.